Buổi sáng hôm nay Phước đang đi vớt bo thì thấy cái cảnh tượng này ghê gớm lắm, phải quay lại cho anh em xem. Trời ơi là trời, quý một cặp cá trê trắng trê đen luôn anh em ơi. Nó mẩn gì dưới đây nè, còn một con cá trê đen nữa. Con cá trê đen này nó có hai cái sừng luôn anh em ơi, nhìn ghê lắm. Trời ơi, mình đứng ở đây mình quay gì mà nó không bỏ chạy luôn á, thấy nó lì ghê chưa. Đó đó, con cá trê đen kìa, trời ơi, đầu có hai cái sừng kìa. Ôi ôi, quý một cặp trê trắng trê đen luôn anh em ơi. Ừ. Rồi xong.